bà con ai cũng biết nấm hết rồi đúng không? Nhưng nấm á, có loại độc và có loại không độc. Những người không ăn được nấm đó là những người béo phì nè, những người nóng nảy nóng tính nè, đó, mất tự tin, hay cáu giận, tiêu hóa kém, bệnh gan, bệnh thận, hệ thần kinh, tỳ vị hư nhược, đầy bụng, phân lỏng, khó tiêu. Đó là những người không ăn được nấm là béo phì, nóng nảy, mất tự tin, cáu giận, tiêu hóa kém, bệnh gan, bệnh thận, hệ thần kinh, tỳ vị hư nhược, đầy bụng, phân lỏng, khó tiêu, là không ăn được nửa năm sắc nấm. Nửa năm sắc nấm là không ăn được nha. Còn người mà ăn được nấm á, là nó tốt cho sức khỏe, là nó giảm ngay nguy cơ ung thư, tốt cho người lớn, trẻ em, cân bằng trọng lượng, tiểu đường trong máu, hệ thống tiêu hóa, cải thiện tim, mạch, chống lão hóa, giúp giữ dáng đẹp, tránh stress. Nhưng ăn nấm không quá 100 gram một ngày, ăn 6 ngày là phải nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Ăn không quá 100 gram một ngày, ăn 6 ngày, nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp nha bà con. Mà phải tìm hiểu kỹ các loại nấm, kẻo nhầm nấm có độc. Nấm ăn được nè, nấm rơm, nấm bào ngư, nấm mèo, nấm kim châm, nấm mỡ. Đó, đó là những người loại nấm mà chúng ta ăn được á, là nấm rơm, nấm bào ngư, nấm mèo, nấm kim châm, nấm mỡ. Còn những cái nấm mà bán trôi nổi ở chợ là họ lấy đâu? Họ là họ đỡ bán đó, miễn có lời cho kinh tế của họ thôi. Cho nên vấn đề này trở ngại lắm nha bà con. Bà con xem xét trước khi ăn nấm.